Sáng ngày 12 tháng 10, lãnh đạo tỉnh đoàn Sóc Trăng phối hợp với huyện đoàn Cù Lao Dung cùng nhà tài trợ công ty cổ phần chế biến thủy sản tại Kim Anh tổ chức trao tặng 200 phần quà gồm mì, sữa tươi, cà phê hộp, bánh gạo mỗi phần trị giá 250.000 đồng cho bà con trong khu vực cách ly trên địa bàn huyện Cù Lao Dung. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn bởi dịch COVID-19. Lãnh đạo huyện ủy Cù Lao Dung gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh đoàn, nhà tài trợ đã kịp thời tiếp sức cho bà con Cù Lao Dung vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành, các nhà hảo tâm cùng chung sức đồng lòng cùng với đảng bộ chính quyền huyện Cù Lao Dung vượt qua khó khăn, chung tay đẩy lùi COVID-19. Ban quản trị chùa Bembun Thamay, phường 4 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng vừa đến trao tặng quà cho người dân tại khu cách ly tập trung tại trường Trung học phổ thông thành phố Sóc Trăng, trường Tiểu học Lý Đạo Thành, trường Tiểu học Kim Đồng và người dân cách ly y tế tại khu nhà trọ hẻm 86, đường Trương Công Định, khóm 6, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Tại các nơi đến, đoàn đã trao mọi sức khỏe và động viên bà con trong khu cách ly chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, hoàn thành thời gian cách ly y tế bắt buộc, đảm bảo an toàn sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Đồng thời gửi tặng mỗi nơi 2 thùng nước sát khuẩn, 3 thùng dung dịch nước muối súc miệng, 1 thùng khẩu trang với kinh phí 12 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Mạnh Thường Quân và bà con Phật tử chùa Bembun Thamay, phường 4, thành phố Sóc Trăng.